thư thứ nhất của Phaolô gửi cho Timôthê đoạn 1 Phaolô sứ đồ của Đấng Christ Giêsu theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cứu Chúa chúng ta và của Đấng Christ Giêsu niềm hy vọng của chúng ta thân gửi Timôthê con thật của ta trong đức tin cầu xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Đấng Christ Giêsu Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con. Như ta đã khuyên con, lúc ta đi Macedonia, con hãy ở lại Epheso để truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác. Cũng đừng bận tâm đến những chuyện huyễn hoặc và những gia phả bất tận là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. Mục đích của việc răng bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. Một số người đi chệch mục đích đó đã xa vào những cuộc tranh luận rỗng tuyết. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu lời mình nói hoặc điều mình quả quyết. Chúng ta biết luật pháp là tốt nếu được sử dụng đúng đắn và biết rằng luật pháp được đặt ra không phải cho người công chính mà cho những kẻ phạm pháp và phản nghịch, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phàm tục, những kẻ giết cha mẹ và giết người, những kẻ tà dâm và đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, nói dối, khai man và tất cả những gì chống lại với giáo lý chân chính. Đó là điều dạy dỗ từ tin lành vinh quang của Đức Chúa Trời hạnh phước mà ta đã được giao phó ta cảm tạ đấng ban năng lực cho ta là đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, xấc láo, nhưng ta đã nhận ơn thương xót vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. Thật ân điển của Chúa chúng ta đã trang chứa trên ta cùng với đức tin và tình yêu thương trong đấng Christ Giêsu. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Sở dĩ ta nhận được ơn thương xót là để đấng Christ Giêsu bày tỏ sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta là tội nhân hàng đầu dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin ngài để được sự sống đời đời nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về vua muôn đời bất tử vô hình tức là đức chúa trời duy nhất amen timothê con ta ơi ta truyền mệnh lệnh này cho con theo các lời tiên tri về con từ trước để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm, giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin. Trong số họ, có Himene và Alexander mà ta đã phó mặc cho Satan để họ học tập đừng phạm thượng nữa. Sách thứ nhì của Samuel. Chương 5. David được sức giàu làm vua trên toàn cõi Israel. Bấy giờ, tất cả các bộ tộc Israel đến với David tại Hebron và Tâu. Chúng tôi vốn là cốt nhục của bệ hạ. Ngày trước, lúc vua Saul Lơ còn cai trị chúng tôi, chính bệ hạ đã chỉ huy Israel ra trận và đem họ về. Đức Jehovah Va có phán với bệ hạ, ngươi sẽ chăn dân ta và làm vua Israel. Vậy, tất cả các trưởng lão Israel đã đến gặp vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ trước mặt Đức Giê-hô-va và họ sức giàu cho David làm vua trên toàn cõi Israel. David bắt đầu trị vì lúc 30 tuổi và làm vua được 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Juda 7 năm 6 tháng. Rồi tại Jerusalem, ông trị vì trên cả Israel và Juda 33 năm. David chiếm thành Jerusalem. Vua và các thuộc hạ tiến đến Jerusalem đánh người Jebusit là dân bản xứ. Chúng nói với David, ông sẽ không vào đây được đâu. Những người mù và què cũng đủ sức đánh đuổi ông. Chúng nghĩ, David sẽ không thể vào đây được. Nhưng David đã chiếm lấy đồn lũy Sion, đó là thành David. Ngày hôm đó, David nói, Tất cả những ai muốn đánh người Jebusit thì hãy theo đường hầm để xuống lấy nước mà đánh những người què và mù, tức những kẻ thù của David. Vì vậy có câu, người mù và kẻ què đều sẽ không được vào nhà. David ở trong đồn lũy và đặt tên là thành David. Vua xây vách chung quanh từ Milo trở vào phía trong. David ngày càng cường thịnh vì Jehovah là Đức Chúa Trời vạn quân ở với ông. Hiram, vua thành Tirr, sai sứ đến David, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đẽo đá để xây cất cung điện cho David. Bấy giờ David biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập ông làm vua trên Israel và khiến vương quốc của ông được thịnh vượng vì dân của ngài là Israel. Sau khi David từ Hebron đến, vua còn cưới thêm vợ và những nàng hầu ở Jerusalem họ sinh thêm cho vua những con trai và con gái. Đây là tên các con được sinh cho vua tại thành Jerusalem. Samua, Sobab, Nathan, Salomon, sa Elisua, Nefek, Zafir, Elisama, Elizada và Eliphelet. David chiến thắng quân Philippines. Nghe tin David đã được sức giàu làm vua Israel, người Philippines kéo toàn quân lên đánh ông. Khi biết được điều này, thì David liền đi xuống đồn lũy. Quân Philippines kéo đến và bùa ra trong thung lũng Rephaim. Bấy giờ David cầu hỏi Đức Giê-hô-va: Con có phải lên đánh quân Philippines không? Ngài sẽ phó chúng vào tay con không? Đức Giê-hô-va trả lời David: Hãy đi lên, vì chắc chắn ta sẽ phó quân Philippines vào tay con. Vậy, David kéo quân đến ba anh sim và đánh bại họ. Vua nói, Đức Giê-hô-va đã đánh tan các kẻ thù của ta trước mặt ta, khác nào nước chảy. Vì vậy, chỗ đó được đặt tên là ba anh Ferratsim. Quân Philippines bỏ lại các tượng thần của chúng tại đó. David và các thuộc hạ lấy đem đi. Một lần nữa quân Philippines lại kéo đến và bùa ra trong thung lũng Rephaim. Khi David cầu hỏi Đức Giê-hô-va, ngài đáp con đừng đi lên hãy đi vòng phía sau chúng rồi con sẽ tấn công chúng về hướng cây dâu. Và khi nào con nghe tiếng chân bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy mau tấn công vì chính lúc đó Đức Giê-hô-va đi trước con để đánh bại quân Philippines. David làm đúng như điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn và vua đã đánh bại quân Philippines từ Gê Ba cho đến Gê Xe. Sách Sử Ký Thứ Nhất Chương 13 David rước hòm giao ước từ Kiriath Jearim về Jerusalem. David hội ý với các cấp chỉ huy đơn vị nghìn quân và trăm quân cùng tất cả các nhà lãnh đạo David nói với toàn thể hội chúng israel nếu các ngươi thấy điều này là tốt và đến từ Jehovah đức chúa trời chúng ta thì ta sẽ sai người đến với anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ israel cùng với các thầy tế lễ và người lê vi ở trong các thành có đồng cỏ chung quanh để mời họ họp lại với chúng ta. Rồi chúng ta sẽ rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về với chúng ta. Vì trong thời sau lơ, chúng ta đã không đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. Toàn thể hội chúng tán thành làm như thế vì mọi người đều thấy điều đó là phải. David tập hợp toàn dân Israel lại, từ Siho ở Ai Cập đến lối vào Hamad để rước hòm giao ước của đức chúa trời từ kiryat zearim về david và toàn thể israel cùng đi lên ba -ala, tức là kiryat zearim thuộc judah để rước hòm giao ước của đức chúa trời về là hòm mang danh đức jehovah đấng ngự giữa các cherubim từ nhà abinadab họ chở hòm giao ước của đức chúa trời trên một cỗ xe mới có u sa và Ahio dẫn xe. David và toàn thể Israel hết sức vui mừng, nhảy múa trước mặt Đức Chúa trời trong tiếng hát, tiếng đàn hạc, đàn lia, tiếng trống, chập chõa và kèn. Usa chết. Hòm giao ước được đưa vào nhà Obed Edom. Khi họ đến sân đập lúa của Kidon, Usa đưa tay ra nắm giữ hòm giao ước vì bò bị trượt chân. Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ cùng U-sa và đánh phạt ông vì ông đã đưa tay chạm đến hòm giao ước. Vì vậy, ông chết ngay tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. David buồn giận vì Đức Giê-hô-va đã trừng phạt U-sa. Vua gọi nơi ấy là Peret U-sa cho đến ngày nay. Hôm ấy, David sợ hãi Đức Chúa Trời và nói làm sao ta dám rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào nhà ta? Thế là David không rước hòm giao ước về nhà mình trong thành David, nhưng cho đưa vào nhà Obed-edom người Gát. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở lại trong nhà Obed-edom và gia đình ông trong ba tháng. Đức Giê-hô-va ban phước cho gia đình Obed-edom và mọi vật thuộc về ông. sách sử ký thứ nhất Chương 14 Cung điện và gia đình của David Hiram, vua Tyr sai sứ giả đem thợ nề, thợ mộc cùng với nhiều gỗ bá hương đến để xây cất cho vua David một cung điện. David nhận biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập ông vững vàng trên ngai vua Israel. Vương quốc của vua được hưng thịnh là vì dân Israel của ngài Tại Jerusalem David còn lấy thêm nhiều vợ và sinh thêm con trai con gái Đây là tên các con đã sinh cho vua tại Jerusalem Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Zipkha, Elisur, En-Pelet, Noga, Nefet, Zafir, Elisama, be en -zada và Eliphelet. David đánh bại quân Philippines Khi người Philippines nghe tin David đã được sức giàu làm vua trên toàn có Israel, thì toàn quân Philippines kéo lên đánh David. Nghe tin đó, David kéo quân ra, nghênh chiến với chúng. Quân Philippines đã đến cướp phá trong thung lũng Rephaim. David cầu hỏi Đức Chúa Trời con có nên tiến đánh quân Philippines không? Chúa sẽ phó chúng vào tay con chăng? Đức Giê-hô-va trả lời, hãy tiến đánh, ta sẽ phó chúng vào tay con. Quân Philippines kéo lên ba anh phê sim và David đánh bại chúng tại đó. David nói, Đức Chúa Trời đã dùng tay ta đánh tan kẻ thù như nước vỡ bờ. Vì thế người ta gọi chỗ đó là ba anh phê sim quân Philippines bỏ lại các tượng thần của chúng tại đó và David truyền đem thiêu đốt hết. Một lần nữa, quân Philippines lại cướp phá thung lũng. David lại cầu hỏi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời phán bảo vua. Con đừng kéo lên đuổi theo chúng, hãy đi vòng và tấn công chúng chỗ đối diện cây dâu. Vừa khi nghe tiếng chân bước trên ngọn cây dâu thì con hãy kéo ra tấn công vì Đức Chúa Trời sẽ đi ra trước mặt con để đánh quân Philippines. David làm đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán, và họ đã đánh bại quân đội Philippines từ Gabaon cho đến Ghe xe Danh tiếng của David đồn ra khắp nơi, và Đức Jehovah khiến cho tất cả các dân tộc đều khiếp sợ David. Thi Thiên 30 Cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài cứu khỏi chết Thi Thiên của David Bài ca được sáng tác nhân dịp khánh thành cung điện Đức Giê-hô-va ôi Con tôn cao Ngài vì Ngài nâng con lên Không cho phép kẻ thù vui mừng vì con Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ôi Con kêu cầu với Ngài và Ngài đã chữa lành con lạy Đức Giê-hô-va, ngài đã đem linh hồn con khỏi âm phủ và gìn giữ mạng sống con để con không xuống mồ. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi ngài và cảm tạ danh thánh của ngài, vì cơn giận của ngài chỉ trong chốc lát, còn ân huệ của ngài hằng có trọn đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, những buổi sáng liền có sự vui mừng về phần con. Trong lúc thịnh vượng, con có nói rằng ta chẳng hề dũng động. Lạy Đức Ye hô Va, nhờ ơn Ngài, núi của con được lập vững bền. Nhưng khi Ngài ẩn mặt thì con liền bối rối. Đức Jehovah ôi, con đã kêu cầu và nài xin với Ngài rằng, làm đổ huyết con, khiến con xuống mồ thì có ích gì không? Bụi cho sẽ ca ngợi Chúa ư nó sẽ chuyển giao sự thành tín của ngài được chăng? Đức Jehovah ôi, xin lắng nghe và thương xót con. Đức Jehovah ôi, xin giúp đỡ con. Ngài đã đổi nỗi buồn giàu của con ra hoan lạc. Ngài mở áo tang con và thắt lưng con bằng sự vui mừng. Vì thế, linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của con con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Châm ngôn chương 21. Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va, khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào, tùy ý Ngài. Mọi đường lối của con người đều chính đáng theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng làm theo sự công chính và ngay thẳng, được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là dâng sinh tế. Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi. Các ý tưởng của người cần mẫn chắc chắn dẫn đến sự dư dật. Còn tất cả kẻ hấp tấp chỉ chạy đến điều thiếu thốn. Tài sản nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được là hơi thở thoáng qua, là cạm bẫy sự chết sự hung bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng đi vì chúng không chịu làm điều công chính con đường của kẻ phạm tội là quanh co nhưng công việc người trong sạch là ngay thẳng thà ở một góc trên mái nhà còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh lòng kẻ giữ mong ước điều ác nó không thương xót người lân cận mình khi kẻ nhạo báng bị phạt người khờ dại trở nên khôn ngoan khi được khuyên dậy người khôn ngoan càng thêm tri thức đấng công chính xem xét nhà kẻ ác là đứng xô những kẻ ác vào tai họa kẻ bịt tai không chịu nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ khi kẻ ấy kêu la thì chẳng ai đáp lại qua biếu kín đáo làm nguôi cơn tức giận hối lộ bí mật làm dịu trận lôi đình khi công lý được thi hành là niềm vui cho người công chính nhưng là nỗi sợ hãi cho kẻ làm ác. Người lầm lạc khỏi đường khôn sáng sẽ ở trong hội kẻ chết. Ai ham sự vui chơi chắc chắn sẽ nghèo khó, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng làm giàu. Kẻ ác trở thành giá chuộc cho người công chính và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng. Thà ở một nơi vắng vẻ còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và cầu nhau. Báu vật và giàu còn lại trong nhà người khôn ngoan nhưng kẻ ngu dại tiêu xài hết người nào đeo đuổi sự công chính và nhân từ sẽ tìm được sự sống sự công chính và tôn trọng người khôn ngoan tấn công thành của dũng sĩ và triệt hạ đồn lũy mà chúng tin cậy ai giữ miệng lưỡi mình là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn nhạo báng là tên của kẻ tự cao kiêu ngạo nó cư xử cách sức sược theo tính kiêu căng của nó. Ước vọng của kẻ lười biếng giết chết nó vì hai tay nó không chịu làm việc. Suốt ngày nó chỉ tham lam thèm muốn, nhưng người công chính ban cho rộng rãi. Sinh tế của kẻ ác là một vật ghê tởm, huống chi chúng đem đến với ý gian tà. Nhân chứng giả dối sẽ bị hư mất, nhưng người biết lắng nghe sẽ được nói mãi. Kẻ ác tự làm mặt chai, mày đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình. Chẳng có sự khôn ngoan, thông sáng hay là mưu kế nào có thể chống lại Đức Giê-hô-va được. Ngựa sắm sẵn cho ngày chiến trận, nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va.